Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Mình cho một muỗng cà phê muối, nước sôi mình cho một bịch đậu 680g vào nồi để mình luộc khoảng 5 phút với lửa lớn. Và sau đó mình để vô thau nước lạnh để cho nó giữ lại màu xanh ngon hơn và giòn hơn. Mình sẽ có hai trái ớt màu vàng và màu đỏ. Mình sẽ lấy mỗi thứ nửa trái để mình cắt ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Mình cắt theo chiều dài của trái ớt. Nếu cả nhà vuông cũng được. Mình sẽ để qua một bên. Mình dùng 200g nấm oyster. Mình cho dầu vào chảo cho nó hơi nhừ nhừ chút nha cả nhà. Mình cho nấm vào mình chiên. Chiên khoảng 3 phút. Khoảng 3 phút sau thì mình thấy nấm hơi vàng thì mình lấy ra, mình vớt ra để cho nó ráo dầu. Mình vớt nấm ra hết để cho ráo dầu như thế này. Phần sốt: một muỗng canh dầu hào, một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê tiêu và hai muỗng canh nước. Mình cho một ít dầu và một muỗng canh hành ba rô vào, mình xào cho nó hơi vàng. Sau đó mình đổ sốt vô để mình nấu cho nó sạch lại. Sốt nó hơi sôi và sệt, mình cho nấm vào. Nấm vào mình xào khoảng 1 phút. Sau đó mình cho ớt vàng và ớt đỏ vào luôn cả nhà. Và đậu nữa. Sau đó mình trộn đều lại với nhau để cho cái sốt nó thấm vào rau củ quả nha cả nhà. Phần này thì mình trộn khoảng 2 phút nữa thì mình tắt bếp. Bởi vì tất cả các loại rau củ quả thì cũng đã chín, cho nên mình không cần phải xào lâu quá thì rau củ quả nó sẽ mềm và nó mất đi chất ngọt của rau. Đã chín mình sẽ múc ra cái đĩa và mình chuẩn bị thưởng thức món ăn đơn giản mà rất là bổ dưỡng nha cả nhà. Hôm nay mình rất là vui khi được chia sẻ đến với các bạn và mọi người món chay dễ làm và rất là ngon bổ dưỡng. Mình cảm ơn cả nhà đã coi hết video của mình và hẹn cả nhà video kế tiếp. Mong sự ủng hộ và đóng góp của mọi người và cả nhà. Bye bye và hẹn gặp lại. Bây giờ đã chín và mình cho một ít mè lên cho nó có cái mùi vị mè rang và thấy đẹp hơn. Và bây giờ mình mời các bạn, ông bà cô chú và cả nhà ăn món đậu xào nấm và ớt chuông nha. Mời cả nhà ăn. Đậu rất là ngọt và mềm vừa phải, rất ngon cả nhà.